Hello, xin chào mọi người đến với channel của mình nhé Như vậy là chúng ta đã trải qua cái kỳ lao hoàn mới 5.1, 5.2 được 3 ngày rồi Và trong video của ngày hôm nay mình với các bạn hãy cùng nhìn qua cái bảng tỷ lệ lựa chọn nhân vật và đội hình khi sử dụng ở trong lao hoàn Chúng ta cùng bàn luận và phân tích với nhau cho nó vui anh em nhé Ở trong cái kỳ này ấy, thì quái có, có chỉ số kháng cao rất là nhiều Tuy nhiên thì với việc mà xuất hiện Shironen cộng với là sở hữu Kazuha ấy, thì cái vấn đề đấy mình thấy là Thời điểm hiện tại nó không còn là cái vấn đề quá to tát nữa do đó thì mặc dù là nửa trên kháng thủy nhưng mà cái tim new vi lại là một trong những cái tim hiệu quả nhất khi mà sử dụng ở trong nửa trên bởi vì là nếu các bạn để ý nhá đó là nửa trên ấy thì phòng cuối cùng sẽ có con hóa thân dung nham nó sẽ có nguyên tố hỏa ở trên người do đó thì nếu chúng ta sử dụng những cái dps nguyên tố thủy ấy thì các bạn sẽ dễ dàng bốc hơi gây sát thương lớn hơn khi mà gặp những con quái này ngược lại thì ở tầng dưới cũng thế các bạn sẽ gặp con nhân dạng nước thì nó sẽ có nguyên tố thủy ở trên người và nó kháng thủy hoàn toàn luôn do đó thì khi mà chúng ta cầm những cái đội hình mà DPS có sát thương hỏa ở nửa dưới thì nó cũng sẽ có lợi thế rất là nhiều nên là trong kỳ này mình trả kèo thì mình sử dụng phần lớn là team Newby ở trên và team Alexino ở dưới ok chúng ta sẽ cùng xem qua cái bảng này anh em nhé bốn nhân vật được lựa chọn nhiều nhất Furina, Silonen, Newby và Zhongli như mình đã nói là cái team của Newvi nó sẽ được sử dụng rất là nhiều ở nửa trên. Thì đây chúng ta đã có 3 nhân vật luôn rồi. Thì Furina thì chắc chắn là sẽ được sử dụng nhiều hơn bởi vì là không chỉ team của Newvi mà còn được sử dụng ở trong những cái team khác nữa. Ví dụ như là team của Uta tấn công đáp hay là team của Xiao hay là một số team khác. Thứ hai đó là Silonen thì cũng có phần như là Furina cũng được sử dụng rất là nhiều cái team khác Kỳ này thì nửa trên quái kháng cao thì chắc chắn là chúng ta chơi các nhân vật DPS nguyên tố ấy. Sát thương nguyên tố thủy hỏa lối băng thì các bạn sẽ có Silone thì các bạn sẽ auto sử dụng rồi. Thứ ba đó là Newvi, dễ chơi dễ trúng thưởng, có lợi thế tầng trên rất là nhiều. Lại hợp với cả Furina, hợp với cả Silone. Sau đó thì ghép thành một cái team cực kỳ mạnh ở nửa trên luôn. Thì cái việc được sử dụng nhiều nhất nó cũng là hợp lý anh em nhỉ. Furina, Silone, Newvi và Kazuha. Đó, thì mình sẽ luôn sử dụng cái team này nếu như mà tài khoản có các nhân vật đấy Bên cạnh cái team của điều Vi ấy, chúng ta sẽ có Zhongli được sử dụng rất là nhiều Hôm trước thì chúng ta cũng đang thảo luận đó là Thời điểm hiện tại thì Zhongli có thực sự cần thiết được không? Thì các bạn cũng có thể thấy đó là Zhongli vẫn được sử dụng rất là nhiều Cái này là sử dụng nhiều ở cái nửa dưới Khi mà các bạn đối đầu với con nhân dạng nước Chúng ta có team hỏa có lợi thế gây sát thương ở nửa dưới Tức là chúng ta thường đa số là chúng ta sẽ chơi với Bennett Chơi với Bennett thì chúng ta sẽ đứng trên cái vòng hỏa của Bennett đính kèm nguyên tố hỏa trên người. Sau đó thì rất là dễ bị con nhân dạng nước nó tấn công một đòn bốc hơi mà các bạn sẽ chết luôn. Nên cái việc uh, sử dụng rong ly ở nửa dưới thì với đa số người chơi nó hoàn toàn hợp lý. Do đó thì những bạn nào phân vân đấy đó là các bạn có thực sự cần rong ly hay không thì các bạn cũng thấy là trong cái kỳ lá hoàn này người ta sử dụng rong ly vẫn rất là nhiều. Thì khi mà đối đầu với những con quái có khả năng tấn công mạnh khiến các bạn chết một đòn các bạn chết luôn thì với những người mà có kỹ năng trung bình cũng như là các bạn chơi ở trên điện thoại ấy, thì Zhongli mình thấy là vẫn thực sự cần thiết với đa số người chơi mọi người nhé nhưng mình thì mình không cần dùng Zhongli bởi vì mình chơi nhiều mình quen tay rồi tiếp theo đó là cái thứ hạng thứ hai rạch S đầu tiên là Kazuha này Kazuha sử dụng nhiều cũng đúng thôi nó sẽ đi kèm với cái team của New Vi và Kazuha thì gần như kỳ la hoàn nào cũng ở trong cái top đầu nhân vật được sử dụng nhiều nhất rồi vị trí tiếp theo đó là Zelan Zelan kỳ này thì ở nửa dưới chúng ta sẽ cần có cung sau đó thì với những tài khoản có gen thường các bạn sẽ cầm xuống nửa dưới để chơi để bắn hạ con rồng xuống đó thì gen kỳ này sẽ được sử dụng cực kỳ nhiều gần như là ai có cũng sẽ đưa vào tiếp theo là Bennett Bennett thì có lẽ là không cần phải nói quá nhiều gần như là các đội hình có sức mạnh của DPS liên quan đến chỉ số tấn công đều dùng Bennett thì kỳ nào nóng thế thôi kỳ nào cũng ở tốc đầu vị trí tiếp theo là Nahida Nahida thì mình thấy là cái team mà Nasiku nó vẫn luôn là một cái team mà chuyên chuốt các cái kỳ la hoàn nó không quá đột phá nhưng mà nó ổn định anh em ạ Dễ chơi và đủ sát thương để giúp các bạn vượt qua bất cứ kỳ lo hoàn nào Thì chúng ta có na sinh cư cộng với một nhân vật nữa Thường các bạn có ai tham các bạn sẽ sử dụng thành một cái team mà na sinh cư ai tham ở trên Thứ hai đó là cái kỳ này ấy Nó có cái bắp liên quan đến trọng kích tăng tấn công Và chúng ta có con rồng cần cung ở dưới thì cái tỷ lệ sử dụng tích nari nó khá là nhiều thì Tinkerri nó cũng sẽ đi kèm với Nahida do đó thì Nahida chúng ta sử dụng rất là nhiều cái team ở trong cái kỳ này nên là được sử dụng rất là nhiều cuối cùng ở trong người rank S đó chính là Alexino như mình đã chia sẻ thì kỳ này nếu mà có Alexino mình sẽ auto chơi ở nửa dưới anh em nhé sức mạnh cực kỳ khủng khiếp luôn và thực sự cá nhân mình thấy ấy, đó là mình còn thích chơi Alexino hơn cả Newbie anh em ạ tuy nhiên thì nửa dưới của kỳ này chúng ta có khá nhiều sự lựa chọn khá nhiều đội hình do đó thì cái việc mà tỷ lệ lựa chọn Alexino đương nhiên nó sẽ giảm xuống bởi vì không chỉ alexino mà chúng ta còn có thể chơi được uh, team uh, Lôi thần quốc dân này tích nari này lini này Tao này đó chúng ta có thể chơi được ở dưới rất là nhiều team nên là mặc dù alexino ngon nhưng mà cái tỷ lệ được lựa chọn của nó nó sẽ không quá cao đột phá đâu ok đó là chín cái vị trí được uh, lựa chọn nhiều nhất ở trong cái kỳ này thì mình thấy nó cũng uh, khá là hợp lý rồi tiếp theo chúng ta sẽ điểm nhanh qua những cái uh, slot ở dưới anh em nhé. ở cái đánh ai ấy thì uh, dung và Miko thì nó sẽ thường đi kèm với các cái team như là của Tignari hay là đi kèm với cái team mà uh, New hoặc là các cái team thảo mà các bạn chơi nửa trên. Thứ hai đó là Miko. Miko thì kỳ này các bạn chơi Tignari nhiều ấy. Miko nó cũng sẽ được sử dụng nhiều theo và kỳ này nửa dưới toàn boss nên nó cũng uh, có lợi thế so với là một nhân vật đơn mục tiêu như là Miko. Tuy nhiên thì cá nhân mình mình không thích chơi Miko lắm bởi vì thao tác nó khá là dài dòng. Còn cái vị trí tiếp theo mình thấy là Chiori này Chiori nó cũng khá là bất ngờ khi mà nó đứng ở trên này khá là cao Chiori thì theo mình ấy, đó là số lượng người chơi sở hữu nó không nhiều Do đó thì khi mà được lựa chọn thì cái tỷ lệ chọn đi la hoàn Cái tỷ lệ được lựa chọn ở trong tài khoản đi la hoàn ấy nó nằm khá là cao Đó thì thường những nhân vật mà ít người sở hữu ấy thì nó cũng sẽ có một cái phần tỷ lệ lựa chọn khá cao Bên cạnh đó thì chúng ta sẽ có một số nhân vật như là Sinh Siêu này, Lôi Thần này, Sang Linh, Ai Tham và Shinobu đây là những nhân vật mà mình thấy là nó khá là phổ biến Khá phổ biến và được sử dụng rất là nhiều Ở những cái tài khoản nằm ở mức trung bình khá Như kỳ này thì các bạn có thể chơi Bennett sang Linh Lôi thần cộng với Zeland Còn uh, Itam và Sinobu thì mình đã chia sẻ rồi Với những nick trung bình thì các bạn sẽ chơi Na Sinh Cư ở trên Và có Itam thì càng tốt Trong trường hợp mà các bạn không có New V nhé còn các cái slot còn lại như là Kinnick này, Emily, Ritterly, Hutao Navia, Chlorin và Lini thì mình thấy là cũng kỳ này nó cũng tạm được Tạm được thôi nhưng mà mình sẽ không ưu tiên sử dụng các nhân vật này Bởi vì nó có chút gì đấy nó khó khăn hơn so với là sử dụng các nhân vật ở phía trên Kinect thì mình thấy là các bạn bảo là kỳ này chơi cũng được Tuy nhiên thì mình uh, chơi thử và cũng dễ bị fail anh em ạ Nên là mình cũng uh, hạn chế sử dụng Còn ở cái phần rank thấp hơn thì uh, Ở đây thì có thể chia làm hai phần Với phần uh, có thứ hạng cao hơn đó là Tignary Tignary, Xiao, Mulani Chayo và Mochi thì các nhân vật này vẫn có thể sử dụng ở trong cái kỳ này tương đối là tốt anh em nhé. Tuy nhiên thì với việc mà tài khoản của các bạn sở hữu các đội hình như là Lôi Thần hay là Alexino, tuy nhiên thì uh, tuy nhiên thì với việc là tài khoản của các bạn sở hữu các nhân vật đi uh, DPS ngon ở phía trên đấy, Newvi, Alexino thì cái tần suất sử dụng các cái DPS dưới này nó cũng uh, không cao. Ở kỳ này ấy, thì nửa dưới thì nếu Bennett và Sang Linh build tốt thì các bạn nên auto sử dụng vào cộng với là một nhân vật DPS nữa có thể là lôi thần có thể là alexino sau đấy kẹp với một nhân vật cầm cung còn cái nửa còn lại của đánh b này các bạn có thể thấy đó là roi azuka ganju ajato ito và saino đây là những dps mà có cái sức mạnh nó không quá vượt trội ở cái thời điểm bây giờ nữa kèm với đó là kèm với đó là quái nó cũng không phải là những con quái thuận lợi cho các cái đội hình như thế này như là azuka ấy, thì các bạn sử dụng ở tầng trên thì nó sẽ không thể đóng băng được khi mà chơi ở cái tầng cuối cùng Vậy thì chúng ta cùng xem nốt đó là cái ranh cuối cùng của anh em nhé. Đây, để xem là có những ai ở trong này thì các bạn có thể thấy đó là các nhân vật ở bên dưới giới hạn đấy chúng ta sẽ có này. Abido, Yula, Kali và Venti. Những nhân vật mà xuất hiện quá lâu rồi. Abido thì mình thấy là Abido cũng ổn nhưng mà tuy nhiên thì nếu mà các bạn chơi ấy thì các bạn vẫn là sử dụng các nhân vật thiên về khả năng hỗ trợ nó tốt hơn như là Sionen, Kazuha, các thứ, Furina còn yula với cali thì không cần phải nói rồi so với các dps gần đây thì uh, lối chơi nó cồng cành hơn nhưng mà sát thương thì nó yếu hơn nên là cái khả năng được sử dụng nó rất rất là thấp venti mặc dù là thần nhưng mà cái kỳ này ấy, thì uh, cũng không có nhiều quái nhỏ để mà gom thành ra thì uh, cũng uh, không ai sử dụng để làm gì cả bây giờ chúng ta có các cái dps mới ấy new v này trưởng thì theo một hàng phạm vi rất là rộng thứ hai là alexino cũng có khả năng gom quái ở trong cái đòn đánh thường của mình do đó thì uh, cái vai trò gom quái mạnh như venti ở trong cái thời điểm hiện tại ấy, nó bị phai uh, mờ đi rất là nhiều rồi ok thì đó là cái tỷ lệ lựa chọn của nhân vật vậy thì chúng ta hãy cùng xem thử là những cái đội hình nào thì sẽ được sử dụng nhiều nhất ở trong cái kỳ này anh em nhé trước hết thì dạo qua cái bảng uh, những nhân vật được tăng tỷ lệ chọn ở trong cái kỳ này so với là cái kỳ trước thì các bạn cũng có thể thấy đó là chúng ta sẽ có các nhân vật uh, cầm cung như là zelan này lini này Ticknery này fixo này Joy này ganju bởi vì cái kỳ này chúng ta sẽ cần uh, hạ con rồng xuống nên là đa số người chơi sẽ cầm các nhân vật cầm cung vào bên cạnh đó thì với việc mà Tikari sử dụng rất là tốt ở trong cái kỳ này ấy, thì những nhân vật liên quan như là Nahida, Miko hay là Shinobu cũng sẽ được sử dụng theo rất là nhiều rồi về cái phần đội hình này như mình đã nói rồi đó là cái ưu tiên hàng đầu ở trên của mình đó là team New Vizat vàng còn ở trong cái bảng này cái phần thứ hai đó là team của Tikari sẽ được sử dụng nhiều nhất cho cái nửa dưới Tuy nhiên cá nhân mình ấy, thì mình thích sử dụng uh, Alexino hơn anh em ạ. Alexino ở trong cái bảng này nó chỉ đứng ở thứ ba thôi, nó thua đi một tí. Nhưng mà thực tế thì mình sẽ uh, sử dụng Alexino. Ở đây các bạn có thể thấy nhá, đó là trong cái team của Alexino ấy, chúng ta sẽ có Zhongli là khiên này. Zelan sẽ là bắp tăng sát thương gây ra cộng với việc là hạ con rồng xuống. Còn ở team thứ tư ấy, chúng ta sẽ có uh, team của Xiao. Team của Xiao trong cái kỳ này cũng khá là tốt một người nhát nửa trên thì nó sẽ không kháng phong nên là xe chơi nửa trên rất là ngon. Nhưng mà phải lưu ý đó là các bạn phải có team rắc vàng nhé. Team thứ năm thì vẫn là Newvi thôi. Trong trường hợp Silonen các bạn không có hoặc là Silonen các bạn đẩy xuống dưới chơi cùng với là Alexino. Còn team thứ sáu thì như mình đã chia sẻ đó là team của Nasinker Itham hoặc là các biến thể của team Nasinker thì các bạn có thể mang lên sử dụng ở trên trong trường hợp mà các bạn không có Newvi nhé. Còn cái team thứ bảy đó là team của Hutao. Team của Hutao kỳ này thì nếu mà trên nửa dưới ấy Thì mình thấy là cũng khá là ok Vì nửa dưới toàn bot thôi Mà bot thì hú tao nó sẽ luôn có lợi thế Còn team thứ 8 thì vẫn là team của Itam Nhưng mà thay sinh chiêu bằng uh, zelan Vẫn là một team rất là tốt ở nửa dưới anh em nhé Như vậy là cái team này có thể chơi ở nửa trên hay là nửa dưới uh, Rất là hiệu quả Chỉ là lưu ý một điều đó là các bạn cần phải có zelan ở vị trí thứ 9 và 10 đó là hai cái team của Kinnick Chúng ta sẽ chơi với uh, Kinnick Thoma hoặc là Kinnick cộng với Dahia thì uh, như mình đã chia sẻ đó mình uh, hôm trước mình có chơi thử kinetic thì mình chơi nó hơi fail tuy nhiên thì có thể là mình sẽ thử lại ở trong một cái tài khoản khác là mình xem là kinetic kỳ này nó có thực sự là dễ chơi hay không khi mà mình thấy là cái sự lựa chọn của các bạn chơi khá là nhiều mình chơi theo kiểu là mình uh, đu theo con rồng con rồng nó bay mất thế là ra khỏi cái vòng của benet thành ra là mình uh, không còn bắt tấn công của benet đấy mọi người 11 và 12 11 sẽ là team của chayo cái team này thì theo mình cũng không dễ chơi nữa ở trên đâu và sẽ dành cho những bạn nào có kỹ năng thì mới sử dụng thôi. Team thứ 12 đó là Lini này. Lini kỳ này được bắp khá là ngon và kỳ này nửa dưới toàn bot. Do đó thì Bennett sang Linh Lini cộng với Zhongli là một cái sự lựa chọn tương đối tốt ở nửa dưới. Tuy nhiên thì nó sẽ là cái sự lựa chọn thứ hai thứ ba ở trong cái tài khoản thôi. Thì cái kỳ này mình thấy là cái bảng xếp hạng đến thứ 12 mà vẫn không có cái team lôi thần của mình đâu. Mình sử dụng khá là nhiều lôi thần ở trong cái kỳ này. Bởi vì sát thương nó ổn định, vận hành cái team nó cũng tương đối là mượt. Tuy nhiên thì các bạn sẽ cần phải lưu ý đó là các bạn sẽ dễ bị chết chơi team lôi thần quốc dân cũng khá dễ bị chết ở trong cái kỳ này ấy, khi mà chơi ở nửa dưới mà các bạn không kèm với trong ly nửa dưới ở trong cái list này người ta chơi này đây team của alexino là trong ly này team của hutao trong ly này team của kinnick thì không có khiên team của lini là cũng trong ly này như vậy là cái list này ấy người ta chơi thì sẽ ưu tiên chơi trong ly ở dưới còn nếu mà chơi lôi thần quốc dân ấy thì nó sẽ không có khiên anh em ạ các bạn sẽ chơi với Zelan cầm cung rồi nó sẽ hơi khó chơi với đa số các cái bạn chơi cơ bản. Cũng có thể đó là lý do vì sao mà không được lựa chọn nhiều. Đây, sang vị trí thứ 13 thì mình có Lôi Thần. Bên cạnh đó thì chúng ta sẽ có một số cái đồ hình khác để các bạn có thể tham khảo này. Team của Mochi này, chơi nửa dưới này, nửa trên cũng được nhưng mà ít lựa chọn này. Team của Glorin này, team của Azaka nửa trên này, Azaka nửa trên mình chơi rồi cũng à, chơi được nhưng mà nó không có lợi thế nhiều. Ito này, vẫn là Newvi này, vị trí 18 này, 19. 19, Ritterly này, người chơi hệ solo. Navia không được sử dụng quá nhiều trong kỳ này. Rồi bên cạnh đó chúng ta có một số đội hình như là Ritterly tan chảy này. Nasinko này, vẫn là Newvi này. Mulani thì được sử dụng khá là thấp. Mulani thì mình thấy là kỳ này chơi vẫn ok. Tuy nhiên thì nếu mà các bạn có nếu vi ấy thì các bạn sẽ ưu tiên nêu vi hơn do đó thì cái tỷ lệ lựa chọn của team Mulani nó không quá cao đâu với lại kỳ này hỏa ở dưới có lợi thế nên là chúng ta thường chúng ta sẽ chơi bennett sang linh ở dưới thì Mulani ở trên nó cần sang linh thì cũng hơi khó nên là không được chọn quá nhiều rồi thì đó là toàn bộ những cái thống kê về những cái nhân vật được lựa chọn nhiều nhất và những cái đội hình lựa chọn nhiều nhất thì theo cá nhân mình ấy, nửa trên thì mình sẽ ưu tiên hàng đầu đó là new v. thứ hai đó là mình sẽ chơi quanh team na sinh cư còn nửa dưới thì mình sẽ chơi uh, thứ nhất đó là alexino thứ hai đó là team của lôi thần và thứ ba đó là những cái team mà liên quan đến benet sang linh hoặc là các bạn có hút tao ngon các bạn vẫn có thể chơi được và nửa dưới thì kỳ này chơi tích cũng khá là ngon ok các bạn thấy cái bảng thống kê kỳ này như thế nào với những bạn nào mà chưa đi la hoàn ấy, các bạn có thể dựa vào cái bảng thống kê này để các bạn chọn những nhân vật phù hợp các bạn đi lăng hoàn nó sẽ dễ dàng hơn nhé video của mình có lẽ sẽ tạm dừng tại đây cảm ơn mọi người đã theo dõi và đừng quên ủng hộ cho mình một like và đăng ký nhé hẹn gặp lại ở những video sau bye bye